Em chào bác nha. Em đang muốn thanh lý toàn bộ các loại hoa lan rừng của nhà em đang có nhá. Đấy. Số đã mọc ra tốt rồi. Đấy. Có hạt ví đại ý thảo này. Một số rong là đại ý thảo các bác nhá. Đấy. Cả vườn. Em thanh lý cả vườn luôn. Đấy. 68 triệu này. Đấy, các bác nào ưng thì gọi cho em luôn. Em sẽ quay trực tiếp này cho các bác xem thì nó dễ hình dung hơn. Đấy, các bác nhá. Đấy. Đấy, đang mọc ra tốt luôn. Đấy. Đang lên mầm cực kỳ đẹp luôn nhá. Toàn bộ là hơn 1.000 giò các bác nhá. Đấy. Có 68 triệu thôi các bác khác hiểu. Em đang muốn giả nợ tiền nhà nước nên là em bán. Lãi suất cao thì là, nên là bán thôi. Đấy. Đang mầm rất là đẹp luôn, mọc rất là tốt luôn. Đấy. 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 Cực kỳ nhiều luôn nhé. Hơn 1.000 giò thì các bác khá hiểu rồi. Em quay lại em chụp tấm ảnh cho các bác để làm ảnh này. Đấy. Em sẽ đi ngang qua thôi nhé, tại vì vào trong nó rất là chật. Rất chật luôn. Rất chật luôn đấy các bác nhé. Thế là vườn em tự trồng, nên là các bác cứ yên tâm đến độ cái độ an toàn của nó. Là các bác mang về trồng thoải mái, vô tư luôn. Dành cho các bác muốn kinh doanh nhé. Đấy. Làm ăn kinh doanh. Đấy. Mang về bán lại là kiểu gì cũng có lái thôi. Không bao giờ lố. Đấy. Lố em đền gấp đôi luôn. Hàng này mà lố em đền gấp đôi luôn. Đấy. Đảm bảo các bác là như thế luôn. Hàng em đã ghép thuần như này thì chả bao giờ lố luôn. Đấy. Đây, hàng đã mọc rất là tốt luôn nhỉ. Đấy, hơn 1.000 giò. Có 68 triệu. Thực sự xem là các bác cũng biết rồi. Đây, cáo này. Cáo này, cáo là sếp luôn nhá. Đấy. Đó là em do em cần tiền nên em bán thôi. Đấy. Do em cần tiền nên em bán thôi, không thì em chả bao giờ bán nhá. Đấy. Qua vườn tiếp theo này. Đấy. Cái văn đa và nụng này. Rất là nhiều giò khủng luôn nha. Đấy, hương vani này. Toàn bộ hàng đây đã ghép rồi. Nên là thuần cực kỳ đẹp rồi. Đây. Panda giò khủng này. Rất là nhiều giò khủng luôn. Cáo này. Cáo lá xếp này. Cái cây cáo mà em trước em có làm hướng dẫn trồng các bác, cho các bác ấy. Đấy. Đó, cây cáo này. Đây. Toàn bộ vườn của em. Em quay sơ luôn. Có nào ưng thì gọi điện cho em thì để lấy luôn nhá. Tính ra có hơn 60.000 một giò đây. Hơn 60.000 giò nhá. Đấy. Hơn 60.000 một giò giò lan này nhá. Đây trầm này. Trầm này. Đấy trầm rừng Lào luôn. Đây, đang mọc rất là tốt luôn nhá. Hàng trầm rừng Lào hơn 1.000 giò thì các bác biết rồi. Em đã bảo rồi, hàng tất cả các loại hoa lan rừng em đều có. Đấy. Cả các bác mang về mới chơi. Bỏ ra 68 triệu là chẳng bao giờ lố cả. Bỏ ra mua mấy mầm phi điệp hết sự tiền rồi. Đấy. Còn mua ở đây thoải mái luôn. Vô tư luôn các bác nhá. Đấy. Đây cáo này. Cáo giò khủng luôn này. Giò này chắc là một dề như là em ghép như này đấy. Chắc là một dề. Cáo là xếp này. Đa số là cáo nhiều quá nhá. Đấy, cáo là xếp này. Tính ra có 68.000 một giò thôi. Đấy, cáo đang mọc ra tốt luôn này. Đấy. Đấy nhá các bác nhá. Đấy, đang mọc ra tốt luôn này.
hàng thần thòng thư các kiểu, là điều đều có hết đây. Đây hàng cực kỳ tốt luôn, mọc cực kỳ tốt luôn nha các bác nhá. Đấy, các bác các anh chị nào muốn mua về bán lại để kiếm lời thì gọi điện cho em nhé. Tại vì cái này chỉ mua về kiếm lại, bán lại để kiếm lời thôi. Đấy. Chứ chơi mình chỉ chơi mấy giò là vừa vừa. Đây, đây là hài nhé. Hài này, hài hài dâu. Đấy, hài dâu nhé. Đấy. Có củng này. Đấy. Đây, phi đẹp vàng này. Đùi gà này. Đấy. Đùi gà này. Trúc ngọc này, đằng nở. Đấy. Có cả hoàng thảo cao bằng nhá. Đây là các giò hoàng thảo cao bằng này. Đấy, hoàng thảo cao bằng là trước em bán là một thân như này là 300.000 này các bạn này. Đấy, một thân một mầm như này là 300.000. Đấy. Hiện tại là em bán là các cái giò này chắc cũng giá tầm 1-2 triệu này. Đấy. Mà đây 1, 2, 3, 4, 5, 5 giò. 5 giò. Tổng 5 giò là các bác biết rồi, giá được 6-7 triệu. Đấy. Đây là em chỉ nói mỗi hoàng thảo cao bằng này nhé. Đấy. Có cả. Đây. Tất cả các loại đều mọc rất là tốt luôn. Đấy, cáo này. Vanda là nhăn. À có cả vanda là kẻ nữa nhưng mà không biết là để đâu nhỉ. Long tu này. Đấy, long tu đây nhá. Mọc cực kỳ tốt luôn. Mọc cực kỳ tốt luôn nhá. Đấy, các bác lưu ý giúp em là mọc cực kỳ tốt luôn. Đây, mọc rất là tốt luôn. Mọc bám dế an toàn hết rồi. Đấy, phi điệp này. Đây, phi điệp này. Có 68 triệu rồi nhá các bác nhá. Đấy, lưu ý giúp em nhá. 68 triệu rồi. Em ở Cao Bằng. Đấy. Em pu Cao Bằng. 68 triệu. Bán luôn. Các bác nào xách được cả vườn thì em ăn luôn. Đây là kẻ đây, nhưng mà đang em để chỗ dâm quá, thành ra không lên được nhỉ. Nhìn là không kẻ rõ nét rồi. Có kẻ này. Cái này chắc em phải chụp lại. Đây, trầm này, phi điệp này. Nói chung là các loại luôn đây. Phi điệp này. Đây, có 68 triệu thôi. Các bác nào mua đi bán lại thì các bác gọi điện cho em luôn nhá. Đấy, 68 triệu rồi. Cáo này. Cáo mọc cực kỳ tốt luôn nhá. Đấy. Cáo mọc cực kỳ tốt luôn này. Một bảng cáo như này có thể bán 200-300 rồi. 200-300 là chuyện bình thường. Đấy. Đây. Đấy. Là chuyện bình thường thôi. Kiếm chỉ có lời. Em bán là em bán cho các bạn đều có lái. Chứ không phải lỗ nhá. Lỗ em đảm bảo là không bao giờ lỗ được luôn. Đấy. Em đảm bảo với các bác là chẳng bao giờ lỗ luôn. Đấy. Hàng rất nhiều. Đấy. Các bác nào ưng thì liên hệ em theo số điện thoại 0333012759 nhé các bác nhá. Đấy. Tính ra có 60 mấy nghìn một giò thôi. Đấy, em quay tổng thể luôn này. Em quay tổng thể được. Đây là dàn lưới cáo em mua gần chục triệu. Đấy. Đấy là mua hàng cân luôn đấy các bác ạ. Đấy. Đấy. Một giọt luôn này. Hơn 1.000 giò nhé các bác nhé. Đấy. Một giọt luôn. Ở trong này. Đấy. Quay lại góc nghiêng luôn. Giật cáo gì đây. Đấy. Do cần tiền nên em mới bán nha. Đấy, các bác lưu ý như thế nhé. Đấy, rất là nhiều luôn. Cái này 68 triệu là các bác mang xe tải lên. Xe tải 5 tấn này lên khi mới chở được hết. Đấy. Đấy.
vườn mà có 68 triệu rồi các bác nha. Đấy, em chào bác nha. Có nào ưng thì liên hệ em luôn nha. Rồi em chào bác nha.